Còn tại tỉnh Bến Tre, một người đàn ông bị công an tỉnh này truy nã về tội trộm cắp tài sản đã xin việc trên một tàu cá ra biển hồng lẫn trốn. Để trốn tránh lực lượng chức năng, đối tượng cũng đã vứt bỏ giấy tờ nhân thân, nhưng lực lượng cảnh sát biển đối chiếu đặc điểm nhận dạng trùng khớp nên đã tiến hành bắt giữ. Theo thông tin ban đầu, ngày 19 tháng 6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 nhận được công văn đề nghị của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, về việc hỗ trợ truy bắt đối tượng truy nã Hồ Phong Phúc, trú xa Thành Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, bị truy nã và đang lẫn trốn theo tàu cá trên biển. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã nhanh chóng chỉ đạo các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Đến 8 giờ ngày 7 tháng 7, tại vùng biển cách Tây Nam, đảo Thổ Chu, khoảng 70 hải lý, lực lượng cảnh sát viên trên tàu KG 96022TS đã phát hiện bắt giữ đối tượng Hồ Phong Phúc, đi trên tàu BT 97283TS do Huỳnh Tấn Hải, sinh năm 1976, làm thuyền trưởng. Sau đó, lực lượng chức năng đã dẫn giải đối tượng về trạm cảnh sát biển số 4 tại đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang để bàn giao cho công an tỉnh Bến Tre.